Mày có muốn đánh nhau với Mẫn không? Mày yên tâm đi, tao sẽ dụ nó ra cho mày đánh. Ừ. À, nhớ đánh lên ngực phải của nó nha. Tim nó nằm ở bệnh á, tao chỉ yếu điểm cho mày rồi đó. Yên tâm đi, nếu như mày thắng, tao sẽ thưởng cho mày. Còn nếu mày thua, thằng Long nó đền. À! Thôi chị ơi, chị tha cho bạn em đi chị. Chị ơi, xin chị. Kêu ai là nhóc thì ai yếu hơn thì là nhóc, đúng không? Đừng có làm gì Mẫn, người ta dị nghị đó. Ta dị nghị hả? Ừ. Ê Mẫn, đừng có đụng vô cái đầu tao, tao có cái đầu để đi ăn nói rồi gặp mày đó. Ý, hên quá, mai là Du Mi chưa thấy. Ủa, thấy gì vậy? Đâu có gì đâu Du Mi. Ủa mà sao Mẫn dò đầu bạn luôn? Đâu có đâu. Hồi nãy cái đầu tôi nó xẹp quá, cái tôi nhờ Mẫn nó xới xới lên mà. Xới lên. Xới lên lại nó cũng đâu đẹp mấy đâu. Thôi đi về. Đi về nhanh lên. Bạn làm gì cứ đi sau mình hoài vậy? Bộ chờ mình xíu bạn khó chịu vậy hả? Ừ. Cái gì? Có. Thôi bạn về đi. Đi tôi. Mình bật rồi đó nha. Chú Mi. Chú Mi, bạn làm cái gì vậy? Có sao không vậy? Tôi xin lỗi mà. Mày có sao không Chú Mi? Tao muốn chết nè, hỏi có sao không? Xin lỗi nha. Đừng có giận tôi mày Chú Mi. Sao bạn còn đứng đó không nhào vô cứu mình đi? Nhìn lên. Quay ra đi, đừng có cướp tôi mà. Mày buồn đó, bạn đang ôm tay mình đó. Mày biết không nè? Cướp. Người ta đi rồi, ở đó còn la làng nữa. Cướp đâu rồi? Du Mi à, tôi xin lỗi. Chuyện là vậy đó. Làm sao sau này tôi dám nói bảo vệ Du Mi nữa? Chừng nào làm được mới dám nói chứ. Bây giờ chỉ có một cách, tôi sẽ dạy ông tập võ. Được không á? Giúp tôi đi Long. Đây, chuyên võ từ năm 3 tuổi. Học nghề. Chỉ tôi đi. Tay phải giơ lên trước, tay trái giơ lên. 1, 2, 3, hít thở. Cô dạy em. Ông giỡn mãi tôi hả? Quên, xin lỗi. Đi về nhà ngay. Đi về cái gì, ông này BB ông muốn đánh nhau đúng không? Ông muốn biết võ đúng không? Ông giỡn mặt cái tôi, ông chỉ đàng hoàng đi. Nhìn tưởng là giỡn thôi nhưng mà thực sự đó là bài khởi động đó. Đánh nhau thì ông phải khởi động tay chân chứ. Ha. Thôi bỏ qua bước đó luôn đi. Thôi, hít trời. Thôi bỏ qua đi. Vào tuyển chia luôn nè. Chân phải bước lên. Chân trái nhấc lên luôn. Gì vậy? Kỳ vậy Long? Hả? Sao ông không nhấc lên? Thì phải để chân phải xuống mới nhấc chân trái lên được chứ. Ông nói sao? Đi về nhà đi, đừng bao giờ qua nhà tôi nữa. Không, quên. Chiêu này, nhưng mà chiêu này là dứt điểm đối thủ nè. Đàng hoàng nha. Tấn, xuống tấn. Thấy đối thủ trước mặt. Thấy chủ trước mặt. Chưa. Quay lưng về sau. Cú đâm. Chưa. Tay phải lòn ra sau. Bỏ chạy. Được không? Cái gì vậy? Ông giỡn mặt tôi hả? Nói giỡn thôi. Tôi khôn nhà dạy chợ lắm á. Chứ tôi đâu biết võ, bề ông muốn biết võ không? Hỏi Mẫn đi. Thì sao nãy giờ ông chỉ tôi tùm lum vậy, không nói gì từ đầu đi. Thằng Mẫn nó mà chỉ tôi mới lạ. Phải có cách nó mới chỉ. Cách gì? Đàng hoàng nha. Rồi. Ê, sao ông thông minh quá vậy? Để tôi
Alo Quý hả? Mày có muốn đánh nhau với thằng Mẫn không? Mày yên tâm đi, tao sẽ dụ nó ra cho mày đánh. Ừ. À, nhớ đánh lên ngực phải của nó nha. Tim nó nằm ở bển á. Đúng rồi, người bình thường tim nằm ở bên trái mà nó nằm ở bên phải. Tao chỉ yếu điểm cho mày rồi đó. Yên tâm đi, nếu như mày thắng, tao sẽ thưởng cho mày. Còn nếu mày thua, thằng Long nó đền. Vậy nha. Bye. Ủa sao có tôi hùng vốn vậy hả? Tại vì cách này ông chỉ mà. Thiệt sự là tao không thể nào hiểu được anh em tụi bay. Đời nào mà thằng anh thuê người để khiêu chiến với thằng em hả? Bữa nay tụi tao chấp nhận bị ăn đòn, nhưng mà bù lại tụi tao có tiền đưa đường tư thằng anh của mày. Nếu mà nói vậy tao sẽ cho tụi bay ăn đòn trước, rồi xử ngành của tao sau. Mày hả dạ, chết à. Mày rồi. Bước ra đây nè. Cho mày wow. Chết rồi. Tham tiền hả? Đứng lại đó. Đánh đi. Không sợ hả? Ngon đánh đi. Không sợ luôn. Đàn ông nam nhi, động khẩu chứ không động thủ. Mà động thủ là một hồi động quan. Làm gì cái con khỉ mốc, tại sao dám kêu tụi Vũ đánh em? Rồi đi. Mày hả dạ? Chết à. Như đây chết. Anh dám chơi em hả? Quầy. Quầy. Chết. Sao em xóa cái đoạn clip em đánh lộn rồi? Để chị. Trời đất ơi, anh lỡ copy ra 50 mấy cái USB anh giấu khắp nhà rồi. Không biết mẹ coi được mẹ phản ứng sao nữa. Thì ra đây là lý do mà anh kêu tụi nó tới đánh em đúng không? Lý do gì? Em nghĩ là mẹ tin anh hay mẹ tin em? Mẹ chỉ thấy là em đánh lộn trong cái clip thôi. Anh làm cái trời vậy? Anh nựng chứ làm cái gì? Chưa thấy ai nựng hả? Nựng thử coi. Đừng đừng cái điên hả? Tin anh vô đưa dưới mi cho mẹ coi không? Rồi bây giờ anh muốn cái gì? Nghe nè, anh chỉ muốn nhờ em chuyện này thôi. Làm gì nữa vậy? Chỉ cho anh mấy thấy rõ quyền thoại của mày đi. Đây là những đường nét về cơ bản. Rồi bây giờ là thực hành. Bắt đầu. Chào em đánh không nói trước. Em cố tình đúng không? Mấy thằng cướp nó xin phép anh rồi nó đánh không? Hả? Em tính chơi anh đúng không? À, sao huynh không báo trước không vậy? Thôi, dẹp đi, nghỉ. Ê, đừng có quên mấy cái video clip đó nha. Rồi, được rồi, bây giờ anh đánh tôi trước đi. Nói vậy chứ, bây giờ mới tới lượt anh lấn công nè. Anh mệt chưa? Đánh không thấy anh đánh mà anh múa thôi mà. Anh mạnh mẽ lên giùm tôi được không? Mạnh mẽ lên. Cái đó là khúc đầu á, anh giả bộ đánh lạc hướng đối thủ thôi. Vậy bây giờ anh đánh thiệt đi. Mạnh mẽ lên. Được. Mày chết chắc rồi mà. Mày đánh không dài cái chân được không mà? Xong rồi đó. Trả em cái video đi. Xong cái gì mà xong? Nãy giờ em đánh anh không chứ anh có học được cái gì không? Anh không thấy là anh quá chậm và quá yếu để có thể trở thành một võ sĩ hả? Em nghĩ là anh hợp với cắm hoa và nấu ăn hơn đó. Thôi 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 được rồi. Để anh về anh đưa cho mẹ cái đoạn video clip để mẹ chỉ anh đánh ha. Cái gì vậy? Muốn gì? Em nhìn kỹ lại rồi, anh cũng có tố chất làm võ sĩ đó.
Thiệt không? Thiệt. Tuy là anh đánh không lại em, nhưng với vài đường nét cơ bản mà em chỉ, anh có thể tiêu diệt được bọn cướp. Rồi trả video đi. Có đâu mà trả. Cái gì? Thì đó, có một bản rồi em xóa mất tiêu rồi. Anh có rảnh đâu mà đi in ra nhiều bản giấu khắp nhà. Anh đến rồi mà, đứng lại. Anh ơi, anh đi bên đây được không? Đi bên đây trúng người ta làm sao? Minh à, người ta có làm gì mình đâu, bạn làm quá lắm chi vậy? Không có gì quá hết á. Tôi chỉ muốn bảo vệ Yumi thôi. Yumi bây giờ ra đường nguy hiểm lắm không? Ai mình cũng phải phòng hờ hết á. Anh ơi, đi bên đây được không? Anh nhìn như vậy, anh cướp hả? Anh tính cướp rồi hả? Hả? Anh mắc cho tôi biết nha. Anh đừng có xạo nha. Ê, đứng lại. Người ta có làm gì đâu. Đứng dở nha, đứng dở nha. Nè. Ê, có chừng lại. Thời mình không? À, ê. Nè. Ừ. À, vậy có chừng á. Đừng có ý lớn ra đường á. Cái gì đây? Không làm gì đâu. Đừng có xạo nha, hả? Cướp tiền cảnh hả? Hả? Tôi đụng lỡ làm rớt, tôi xin lỗi rồi. Tôi có dở nha, muốn gì? Bây giờ muốn gì? Có dở rồi sao? Vậy. À. Thôi chị ơi, chị tha cho bạn em đi chị. Yumi, để nó đi. Mình có vợ mà. Chỉ là con gái thôi. Anh ơi, bạn có sao không? Chị ơi, tôi tin chị. Đi mà. Minh ơi, bạn có sao không Minh? Thưa, sao? Dạ, mà sao Minh không phải con gái vậy trời?